Kính chào bà con. À đầu hôm nay xin giới thiệu với bà con dòng hôm hay gọi là hôm chúm lươn. Cái dòng hôm chúm lươn này được đan thủ công 100% bằng tay. Hàng hôm chúm lươn này được làm bằng cật tre. Tất cả các thanh lan của tre này được vót nhọn và rất là đều tay. Hàng này được gia cố ở ngoài viền là một lớp kẽm, một sợi kẽm bọc rất là được đi từng thanh một, có nghĩa là chúng ta hình dung ra là được kết nối vào từng sợi một bằng một lớp kẽm bên ngoài. Chính vì thế mà nó cái độ kết nối cũng như độ chắc chắn của cái hôm chúm lươn này rất là cao, rất là bền. Vì cái hôm chúm lươn này được đan bằng cật tre, khi mà bà con mua về, bà con nếu mà muốn nó được bền hơn, được tốt hơn nữa thì bà con có thể sử dụng nó ngâm xuống dưới bùn. Bà con ngâm dưới bùn khoảng tầm 5 đến 6 ngày hoặc là ngâm khoảng 3 đến 4 ngày nếu bà con không có thời gian, thì là nhấc lên và chúng ta rửa sạch đi và chúng ta sẽ kết nối, hoặc là chúng ta bắt đầu tìm những dụng cụ như là ống tre có đường kính khoảng là 60 hoặc là 76, tại vì trên màn hình bà con thấy đây nó là hai dòng chúm lươn, một loại là phi 60 và một loại là phi 76. Hàng này thì nó rất là đẹp rồi. Cái chiều dài của cái chúm lươn hôm chúm lươn này nó là 18 cm, nó rơi vào 18 cm. Nhìn cái chúm lươn này bà con không thể chê trách được cái gì cả, tại vì nó đan, bà con thấy đấy, đan rất là đẹp, da đan thủ công rất là đẹp. Bên trong nhìn như bên ngoài đều tăm tắp. Hàng này thuộc đan thủ công, hàng mỹ nghệ đan thủ công. Thì đây là hàng của A Đấu đặt tại làng nghề chuyên đan để phục vụ bà con trên mọi miền Tổ quốc. Hàng chúm lươn này, hàng hôm chúm lươn này á, khi chúng ta mua về nha bà con nha, nhớ nha. Khi chúng ta mua về, chúng ta cắt cái ống tre hoặc là ống nhựa, ống nước, ống nhựa cắt dài khoảng tầm 60 phân là được rồi. 60 phân là đánh vừa phải rồi, tại vì một cái hôm như vậy là đánh nó là phù hợp rồi. Đấy, cái chiều dài của cái chúm này nó rơi vào tầm 18 cm, 18 đến 19 cm. Thì nó có hai dòng đấy, trên màn hình bà con thấy đấy, một loại là phi 60 và một loại là phi 76. Thì bà con sử dụng ống nước phi 60 hoặc phi 76, cắt cái ống nước ra nó dài khoảng tầm 60 phân là được. Thì cho mang vác cho nó tiện. Đấy, bà con mua hàng thì liên hệ với A Đấu sẽ tư vấn thêm cho bà con và cũng như là giao hàng toàn quốc. Hàng này cam kết bảo hành cho bà con tuyệt đối luôn. Hàng này nó đẹp nên là không phải suy nghĩ, giá rất là rẻ thôi bà con nha. Bà con mua số lượng thì càng mua nhiều càng rẻ. Bà con nhớ đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn bà con.